cho hành với ớt vô. Giờ á mình nhúc cá luôn, nhúc cá là dĩa. Cá từ giờ mình kho cũng lâu rồi đó, nó dẻ dĩa rồi đó. Cũng sắc à? Gạo đầy càng cua càng cua. Kèm miếng xà sống. Đủ tiền à? Chào cô chú anh chị nha. Giờ á mình trồng hành, mình mua cũng 2 ngày rồi mình đãi hoài, mình cũng ở không á. Không. Em chút xíu anh đi đi giả lờ nha. Giả lờ hả? Này tới ngày chắc kinh cứu luôn em ơi. 3-4 ngày rồi. Hôm ngày mưa quá đó, không biết sợ nào. Đi sợ không? Em để lâu quá nó đóng gông á, cá cũng không vô nữa. Hôm rồi mình ở đây mình có thăm 2 lần rồi mà không có lần nào có cá cô chú anh chị. Lần này quyết định nên về luôn, cũng nản quá. Rồi chú chị đi thăm đi. Dạ, nhà trồng hành. Trồng hành nuôi gia đình nè. Chàng ơi, ở đây ăn cơm không con? Ăn cơm không? Ăn cơm không? Cô nấu vậy cho ăn. Tại mình có trồng hành không à, mình không có làm chuyện nữa rồi, mình không có mang bao tay. Chứ này phải đúng rồi, mang bao tay mới đúng. Thấy con lít hành nè. Hành á? Dạ. Nhà ngoại có trồng hành không? Dạ. Hả? Mới đi học vậy hả chú? Dạ. Con ăn cơm chưa? Con mới học vậy chứ. Con ăn cơm học chứ. Ủa? Hằng Hằng Giang học 2 buổi hả? Ừ. Con mới học 2 buổi. Người lớn nói chuyện dạ con. Dạ. Như cô hỏi con là dạ. Ở đây được cây bông nè, bông nhái. Bông này ra màu đẹp lắm, đãi luôn. Dạ. Đẹp quá cô. Ừ. Để chú Kẹt đi giỡn lờ về rồi làm cơm ăn. Ừ. Tại vì con hai này đẹp. Con hai này đẹp quá. Con hai trông đẹp. Mình xin chào các cô chú anh chị thân mến nha. Thì bữa nay đi mình đi gom lờ cá. Bây giờ mình cũng tới bờ kinh này. Hôm trước là mình có đặt 5 cái lờ cá đây. Thì hôm nay là mình vừa thăm mà vừa cuốn về luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xin mời bà cô chú đi theo mình nha. Bây giờ mình đi thôi. Bữa trước mình đi thăm thì không có con nào hết trơn, nước nó đầy quá. Bữa nay thì cái nước thì nó lại rút rồi, bữa nay mình cuốn về luôn. Đầu mình lại xuống nước cũng còn đầy nha. Kệ đi, chừng nào gần tới cái điện thoại cái mình kéo lên. Đấy kìa, rồi trước mắt thấy một cái này nè. Thấy một cái nè, chú chị. Để xuống chút xíu cho mọi người chú thấy. Cũng có nữa mà, cá phi, cá sặc, cá lau kiến cũng nhiều nha. Rồi để đây chút xíu mình gom lên trên luôn. Bữa nay quyết định là mình đem về luôn rồi. Mình không có... Mình gom đủ 5 cái mình về luôn.
Rồi thêm cái nữa rồi cô chú anh chị. Lội nó vô, không dám rời xa. Rồi lau kiến không à. Lau kiến thì thế. Trước đây mình văng ra, mình đặt ở đây thì thấy cá lóc dữ lắm. Cấp này sao thấy cá lau kiến không à. Thì vậy. Lục nghề rồi. Còn đây cái luôn. Cái này sao kỳ ta. Cái này bữa hổm có cá mà. Cái này bữa hổm có cá sặc mà sau giờ không còn câu nào hết. Chắc người ta đổ rồi ta. Đây cái nè. Ôi. Nó tùng gãy cây luôn. Vui quá, đây là con cá lóc. Nó tùng gãy cây luôn. Rồi, đủ ăn rồi. Vậy là bữa nay là con cá lóc với mấy cá sặc. Rồi mình gom lên trên luôn. Ừ, ở đây có cá, tụi nó có cá lóc mà. Rồi. Giờ mình đi về, mình giặt nó để cho sạch sẽ. Cái túi cá của mình bị người ta lấy rồi. Hôm trước là mình đi đặt, mình bỏ cái túi cá lại, giờ bị người ta lấy rồi. Cá lóc này cũng to nha. Rồi giặt ra luôn. Cái lóc quá lớn à. Nó vô nó tông là đúng rồi, nó tông gãy cây là đúng rồi. Cái lóc nó sặc. Giờ mình tháo ra hết trơn mình đem về thôi. Cá nhỏ thì hoàn, cá bự thì làm gì lại. Đừng biết con. Màu cách hết trơn. Đổ ra đại à. Đổ ra đại đi. Nó đâu có ra ngoài đâu. Ê, con còn đó. Còn này đủ ăn. Cái nó bự ra. Này ghét luôn rồi. À, nó thùng một cái màu cây văng hết trơn rồi. Đồ ăn rồi. Ê, con này chỉnh ngay vậy ha. Gặm lại. Cái đầu nó tà kìa. Cái đầu nó tà. Lau kiến có đi. Em lấy mấy con cá này nè em. Chiên gì á. Chiên giòn gì đó em. Cái sặc cái rô nhóc kìa. Hai ba con cá lau kiến. Cái hôm trước anh có thăm anh thấy rồi anh để lại. Để cho cá nó vô. Rồi cũng cuộc rồi. Nó không có vô có con một. Ê, con này thì hai chồng mình cũng qua bữa được rồi. Có chứng thì chợ. Nó tùng tà cái mỏ luôn rồi. Mà con cá này á, cá ruộng á, khi mà mình dính á, thì nó trắng vậy đó. Còn cá trong kinh á. Ủa vậy không biết đường mở sao gì đó hả? Ờ đó vậy đó là em buông anh lên gõ xuống đây. Ừ. Trong kinh thì mà mình là mình dở lưng cá nó đen bung mà. Trời ơi, tung tăng. Cá này cá chất lượng là đúng là cá ruộng nha. Cậu bé leo kiến này sao? Bỏ leo kiến mình được ăn đâu, để hoành dục xong, để ngoài để hoành dục xong, đừng dục xuống ao. Dịp xuống nó quậy bên nào ạ, à. Nó màu lớn lắm ạ. Trời ơi, tưởng bữa nay chiến thắng rồi, không dài mưa. Không chiến thắng rồi, mà giờ khó lắm. Giờ khó. Cá này còn sống, giờ bỏ xuống. Sống không? Còn sống hay chết? À, sống sống thì bỏ ngao. Lớn ăn, bự xíu. Sống thì bỏ ngao, giờ là giải quyết con cá lóc thôi. Giờ có, mình có cái mương, có cá mình thả xuống hết. Nè, cái này sống rồi nha, coi đây, coi kỹ, cá rô sống kìa. Ừ. Rồi đi tắm rồi nha, ngứa trời ngứa. Giờ nãy dạo chơi cắt cái đó cao quá. Cắt cái gì? Cắt cái vàng đó. Ở trên này hả? Ừ, cái nó cao quá vậy đó. Thôi để anh cắt cho. Cây mớt này ăn được con trái một. Rất khó. Cái màu ăn được trái luôn. Cái này nó giận ra tay để có trái. Vàng á.
Trời, cái đồn. Cái đồn sạch vàng cho ai ơi. Ai tự tin thế ớt. Hai đứa là trời nè. Vậy hai đang quay phim. Vậy hai đang quay phim. Quay cho bà cô chú xem đó con. Cô chú anh chị ơi, thì sớm á, chồng mình cũng đi giả lờ á, cũng được con cá lóc nè. Thì mình đem đi mặn. Hôm nay á thì mình ăn đơn giản thôi. Mà mặn á mình đem đi kho, kho tiêu. Đây mình có salad nè, dưa leo với rau bằng cua, hồi mình chấm nước cá ăn. Với bạo đây trái xài nè, hồi á mình chấm nước cá ăn á chua chua cho nó ngon. Dưa leo muối nè, mình muốn đem ra ăn luôn. Dạ, dạ mời cô chú anh chị vô bếp mình nha. Bữa nay ăn chỉ là cái đơn giản thiệt rồi đó. Ngon. Ngon không? Dưa ngọt. Dưa ngọt hả? Dưa ớt hả? Ừ. Nó xả ớt lắm. Dạ nói chuyện sao đỡ được. Đó chị hai em á. Thằng hồi mình kho cá mình bỏ vô nè. Trời ơi, mình xắt hành lá mình cũng cho vô dĩa luôn. Thằng hồi mình bỏ vô cá. Còn củ hành tím nè. Mình đem bằm cho nó nhuyễn. Giờ bằm hành tím rồi nè. Mình cho vô cá rồi mình ớt cá luôn. Giờ mình cho đường vô trong cá nè. Mình đẩy bột ngọt vô một ít. Mình cho một muỗng cà phê muối, muỗng hạt nêm, cho có nửa muỗng nước màu, mình đẩy có hai muỗng dầu ăn. Giờ mình trộn cái phần cá này nè, cho gia vị á, nó đều nó thấm. Rồi mình ốp cá cả 10 phút á, mình bắt lên á mình kho. Giờ á mình ốp cá mình chở á, mình chở cũng hai mặt nó đều rồi, mình cho cái phần nước mắm vô một ít. Rồi mình đẩy đi đi 10 phút á mình bắt lên mình kho cá. Giờ cá mình ốp 10 phút nó cũng đã thấm rồi, mình bắt cái chảo lên mình kho, mình cho dầu vô, dầu nóng rồi mình cho hành tím vô. Mình đảo hành tím nó cũng khô mà nè, mình cho phần cá vô mình kho. Con cá lóc này nó thấy vậy nó cũng trọng á chứ không có nhỏ đâu. Cái này cũng cỡ nửa ký á. Khô khô lại rồi mình cho nước lọc vô. Cá mình kho á nó cũng khô rồi, mình cho nước lọc vô trở lại. Cái dĩa nữa mình nấu cá mình cho nước lọc vô. Mình đổ vô mình kho. Giờ mình đã nước lọc rồi mình kho cho nó sắc xuống. Leo chắc hơi dài dài rồi, vậy hai ăn rồi, hai nó bự quá. Cá mình kho từ bây giờ á nó cũng sắc xuống rồi nè, thì mình chấm rau ăn á, mình đãi nước gì được rồi. Giờ mình cho hành với ớt vô, cái mình múc ra dĩa, cái mình cho tiêu vô rồi dọn chén ăn cơm thôi. Giờ á mình múc cá luôn, múc cá là dĩa. Cá từ giờ mình kho cũng lâu rồi đó, nó dẻ dữ rồi đó. Nãy á mình có kêu á bé vàng với chị bé vàng ở lại ăn cơm, mà mấy bé chắc là về ngủ rồi.
giờ mình ăn cơm thì người ta ngủ rồi đó. Bây giờ nhỏ thì kẹo nó phái, chứ ăn cơm nó không phái đâu. Giờ mình gắt ít tiêu lên cho con cá. Giờ mình dọn chén ăn cơm thôi. Hôm nay á, nồi cơm có cơm cháy nữa chứ đâu. Quá ngon rồi nè. Mình đẩy á, mình lắp cơm á, cơm nạc á, hồi á mình bế lên cho nó dễ. Giờ mình bế chén cơm này ra rồi mình cúng nhà cửa đăng mới ăn. Bữa cơm gia đình mình cũng đã xong rồi, thưa chú anh chị. Thì vợ chồng mình thì làm 2 clip. Một clip thì kênh Tiếng Ngày Xưa, với một clip thì để cho kênh Má Đá Tình Quê. Còn anh không chịu thoát thì ra gác là hết. Thành thử ra cho nên là bữa cơm thứ hai thì nó phải trễ. Giờ này là người ta muốn ngủ ở trên rồi đó. Vợ chồng mình mới ăn cơm tối. Rồi cơm chiều với mấy tối nha. Rồi xin mời cô chú anh chị dùng cơm với mình. Thì cơm mình nấu cũng chín rồi. Xin mời cô chú anh chị ăn với hai chồng mình nha. Cũng hên đó rồi, suốt mấy tháng đúng được con cá lóc, rất là mừng luôn. Mà cá lóc cũng to nha, bây giờ nó quậy rồi ra cái lờ mình gãy mấy cái cây, văng mấy cây luôn, suốt ra hết. Lóc đồng thì phải nghe nói ngon à. Này mình ít á, mình ăn á trong buổi hết, bởi vì mình không có gót cái nước ra, bây giờ mình cắn chung luôn. Ừ. Sắc à? Gạo đầy càng cua càng cua. Kèm miếng xào sống. Bữa nay là bà với gạo không đủ tiền à. Bữa cơm có nhiều rồi cả. Thôi á, giờ giờ mình ăn cơm hết ăn gạo này kia nhiều. Đừng quên người ta hỏi gì nhiều. Vậy là tuyệt vời. Ăn nhiều rau quá em ơi. Đã. Là làm như là hai chồng mình là ăn đa số là rau. Rau bữa, bữa cơm nào hả món ăn gì cũng có rau. Vậy là tươi có, vậy là muối có, xài sống có, càng cua có. Này tính ra ra là cũng gần 10 món. Rồi bỏ ra, còn ra có nước. Chua chua ha. Ăn sống không? Rồi ra rau tạp tàn nữa không? Rau tàn chừng 3-4 món là người ta kêu là rau tạp rồi. Cá mùa này rất là mập đó em, rất là mập đủ không? Ớt cà nhẹ ăn cái nữa, ăn rau mùa cua. Đúng rồi. Mình ở vườn dễ lắm, mình muốn ăn rau hay gì á, hả mình dễ buổi á, dễ buổi đi chợ á, thì mình ra ngoài vườn mình kiếm một chút, cũng có rau này rau kia ăn. Khô cá mình bỏ vài lát ớt vô, the the ăn á, nó bắt cơm. Rau có này có kia nó ngon. Ta nói đói ăn rau, rau uống thuốc vậy đó. Cơm ngon. Mình ơi, còn mấy cây ớt kìa, mời cho xuống dưới đất luôn đi. Trên bầu á em. Ừ, trên bầu. Em đi xuống đây để em thôi, nó yếu à. Trên bầu đất không có nhiều không. Thôi xuống đất không nhiều, nó mạnh. Hôm nay đi nhà thì có hai vợ chồng, một cô chú anh chị. Mình làm thì cái kênh của mình thì mình làm hai kênh, ngày quay tới hai kênh lận. Thì bởi vì công việc vợ chồng mình rảnh bao nhiêu thì mình ra mình làm bao nhiêu. Chứ công việc ở nhà mà, không có là ép buộc. Rồi bởi vì mình làm bữa nào mình cũng ăn cơm chối vậy á. Chứ vừa làm clip và vừa làm công chuyện trong nhà nữa. Nhà có hai vợ chồng à. Tại đi, ăn cơm tối dưới rồi nó cũng quen. Đó, bên đồ cỏ khỏi thì có hai. Ăn rau được lâu lắm cho chú anh chị em. Hồi xưa nhỏ mình đâu biết ăn rau đâu. Con mình bây giờ tánh thì ra không biết rau. Ngày làm YouTube rồi phải ăn rau.
ăn xong biết quen luôn. Hy sinh gì nghệ thuật. Tiền giờ sao đó anh nhẹ không ăn được, không hành không ăn, không ăn gạo, không ăn nước mắm, mắm chiên không ăn, mắm kho không ăn, mà nước lèo ăn, con mình nó ngộ vậy, mắm kho ăn, mắm kho không ăn, mắm chiên không ăn, mà muốn nước lèo ăn, bún mắm ăn, và hồi nhỏ lớn là đã ăn món đã quen vậy rồi. Tại vì mấy cái kia nó không từng ăn á, không có tập cái dinh dưỡng quá là gạo không, không? Ừ. Mấy gạo chúng ta dinh dưỡng nó không dở mà, là cái gạo cá hai chồng ăn không hết rồi. Ừ. Này cá kia. Ừ. Này hôm nay đầu cá mình trẻ làm hai dễ người ăn không nữa dễ dạ. Mang đấy buộc không ăn. Ừ. Ừ, vừa là muối nó thấm dữ nhỉ. Ngon. Thấm lắm. Là muối. Nước sòi, cái nấm chua ấy. Lộn xộn như nè, chấm. Mình ăn một chén nè. Ăn rau không từ giờ no. Tò ngon. Ừ. Tới rồi, cay tới. Ừ. Nó chưa vừa không quá. Ừ. Chứ nhà mình ngủ rồi. Giờ chứ nhà mình thức ăn. Mình ngủ rồi. Ba dĩa rau hai chồng ăn hết hai dĩa ngon không? Cá hồi hồi chưa hết ngon. Bữa cùng một gia đình mình chỉ có thấy thôi cô chú anh chị thôi, vợ chồng cái gì ăn cũng được hết, cũng no rồi. Thank you.